Đây là dự án khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Cửa đóng, then cài, cỏ dại mọc tùm. Bao trùm nơi đây là cảnh hoang vắng đến lạnh người. Được biết tháng 6 năm 2004, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định thu hồi 120 ha đất tại phường Thạnh Mỹ Lợi và tạm giao cho công ty đầu tư và xây dựng Thanh niên xung phong bồi thường giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư xây dựng khu dân cư. Nhưng suốt 7 năm, công ty đầu tư và xây dựng Thanh niên xung phong gần như không làm gì tại khu đất 120 ha này. Đến năm 2011, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh lại chấp thuận cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ công ích Thanh niên xung phong hợp tác với công ty dịch vụ thương mại Mesa cùng công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Đại Phước hợp tác thành lập công ty cổ phần Thạnh Mỹ Lợi, công ty Thạnh Mỹ Lợi do bà Lưu Thị Tuyết Mai làm tổng giám đốc để thực hiện dự án này. Sau đó, dự án tiếp tục chậm trễ và bị khiếu nại kéo dài nên thành phố Hồ Chí Minh phải giao Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hồ Chí Minh thanh tra việc sử dụng đất tại dự án này. Tháng 8 năm 2013, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh công bố quyết định thanh tra và nhận định dự án 120 ha tại Thạnh Mỹ Lợi đã triển khai gần 10 năm nhưng tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng rất chậm, chưa triển khai đầu tư xây dựng, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, gây lãng phí cho sử dụng đất, làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, phát sinh việc tranh chấp, khiếu nại gay gắt của các hộ dân. Hiện tại thì em đang ở nhà thuê ở quận 12 á. Thì bây giờ đâu có xây nhà được đâu anh, không có trồng trọt gì được hết á. Cái nguồn thu nhập thì không có nên là phải đi làm công thì ở nhà thuê thôi. Thì như kiểu là có đất nhưng mà không có sử dụng được, không có ở được. Khó khăn nhất của gia đình em là mười mấy năm qua là đất có ở không được đền bù nhưng mà không có sử dụng gì được, không có khai thác, không có ở được luôn, phải ra ngoài mướn, dẫn đến là tổn tốn số tiền hàng năm rất là lớn, mà cái số tiền đó là đất thì không có mang lại được cho gia đình. Sau nhiều lần thanh kiểm tra, công ty Thạnh Mỹ Lợi cam kết đến tháng 12 năm 2014 sẽ hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án. Sở Tài nguyên Môi trường cũng đã kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, nếu công ty Thạnh Mỹ Lợi không thực hiện đúng cam kết trên thì xem như không có năng lực và chấm dứt hiệu lực quyết định thu hồi giao khu đất hơn 120 ha cho công ty Thạnh Mỹ Lợi làm dự án trên. Nhưng không hiểu mọi việc được lèo lái bằng cách nào mà công ty Thạnh Mỹ Lợi vẫn tiếp tục kéo dài dự án này cho đến nay và cũng chưa có quyết định thu hồi nào được đưa ra. Vì sao dự án gần 15 năm chưa triển khai mà vẫn không bị thu hồi? Giá đền bù giải phóng mặt bằng có quá rẻ so với giá thị trường? Có hay không, chuyện chủ đầu tư không gặp chủ đất để thương lượng? Báo điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin tới quý độc giả.